Kèo 44 xã nha các bạn. 44 giữa mấy em trẻ trẻ ở Sóc Trăng và đường Bầu Bàng, gáp với tem anh Tấn Acid 44 tự do. Rồi phát bóng. Một không. Điểm một đều. Bóng ngoài. Điểm 2-1 cho tem đường Bầu Bàng. Mình sẽ điểm 2-3. Điểm 3 đều. Điểm 4-3. Trong bóng ra ngoài. Bóng trúng tay. Điểm 5-3 cho tem đường Bầu Bàng. Sáu ba. Bốn sáu. Nổ xăng nha các bạn. Điểm 7-4. Điểm 8-4. Năm tám. Điểm 6-8. Đúng rồi anh Tiến. Sáu
bóng ngoài, điểm 96. Điểm 16. Bóng ngoài. 11-6. Bảy 11. Bỏ bóng ra ngoài. 8-11. Điểm 12-8. Chín 12. Lưới bên kia. Điểm 10-12. Trọng tài viên đứng trước kìa vậy. Bốn cửa tập trung đó. Bốn cửa là đá đá ba trận hết luôn. Không vui là luôn. Bóng ngoài nhưng lưới bên đây nha các bạn. Điểm 13-10 cho đường Bầu Bàng. Bóng ngoài. 11-13. Bóng ngoài. 14-11. Điểm cuối nha các bạn. Lưới bên này kết thúc 15-11 nha các bạn. Đường Bầu Bàng thắng tiếp tục.